Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, sáng ngày 16 tháng 5, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chương trình vừa được Trung ương thông qua, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ bàn về các vấn đề, đề cương các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng và một số nội dung quan trọng khác. Theo quy chế làm việc, Văn phòng Trung ương Đảng đã gửi dự thảo các tài liệu của hội nghị để các đồng chí nghiên cứu trước. Về chuẩn bị đề cương dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng. Theo kế hoạch, dự kiến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ được tổ chức vào đầu năm 2026 sau đúng một nhiệm kỳ 5 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và đất nước ta đã trải qua 40 năm đổi mới, 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm Đảng ta tròn 100 năm thành lập. Đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh, trường tồn của đất nước ta, dân tộc ta. Khích lệ, cổ vũ, động viên, định hướng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào và tự tin dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững đất nước. Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm tuổi và đến năm 2045 khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tròn 100 năm thành lập. Thời gian qua, thực hiện nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, các tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội và tiểu ban điều lệ Đảng đã khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị dự thảo các đề cương, báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện để trình Trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị này. Tuy mới là dự thảo đề cương nhưng đây là bước khởi đầu rất quan trọng, định hướng cho việc chuẩn bị chất lượng các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng. Mong muốn Trung ương dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu, thảo luận cho ý kiến đối với các đề xuất cụ thể nêu trong các tờ trình và dự thảo đề cương báo cáo. Trước hết là về các vấn đề, chủ đề và phương châm của Đại hội. Tiêu đề của báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các báo cáo, đặc biệt là những vấn đề cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện đã được nêu trong dự thảo đề cương chi tiết, báo cáo chính trị và tờ trình của tiểu ban văn kiện. Trong quá trình thảo luận cũng cần làm rõ tính chất, mục tiêu, yêu cầu và phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo. Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, có nhiệm vụ tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ mới. Nội dung của báo cáo chính trị phải mang tầm khái quát cao những vấn đề thuộc về quan điểm, tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng là những báo cáo chuyên đề, chuyên sâu về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng chỉnh đốn Đảng, là căn cứ cụ thể minh chứng cho sự đúng đắn của những nhận định, đánh giá tình hình và quán triệt cụ thể hóa những định hướng lớn về chủ trương, chính sách, giải pháp được khái quát trong báo cáo chính trị. Cần có sự phù hợp nhất quán với quan điểm, định hướng lớn nêu trong báo cáo chính trị, nhưng không trùng lắp với báo cáo chính trị. Đặc biệt là báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng cần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng nếu có và xây dựng dự thảo điều lệ mới của Đảng trình Đại hội 14 xem xét, quyết định. Dự thảo đề cương các văn kiện trình hội nghị lần này mới chỉ nêu định hướng, có tính chất mở với nhiều phương án khác nhau để Trung ương cho ý kiến chỉ đạo, lựa chọn một bước. Sau đó tiếp tục nghiên cứu chuẩn bị theo quy trình qua các bước thảo luận tại Đại hội Đảng bộ các cấp,
cuối cùng Trung ương sẽ quyết định để trình ra Đại hội toàn quốc của Đảng. Riêng về kết cấu của các báo cáo thì cần được quyết định sớm ngay tại hội nghị này để kịp hoàn thiện dự thảo đề cương và biên soạn nội dung chi tiết. Về cách viết cũng nên có sự đổi mới sao cho sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Để thống nhất lãnh đạo chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Bộ Chính trị cần ban hành chỉ thị về vấn đề này. Đây là công việc hết sức quan trọng, bảo đảm thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp và góp phần cho thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cần được các đồng chí trung ương cho ý kiến. Thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị khóa 13 về vấn đề này, khẳng định những kết quả bài học kinh nghiệm cần được kế thừa phát huy, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo chỉ thị mới trình Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến để hoàn chỉnh trước khi ban hành. Đề nghị các đồng chí quan tâm thảo luận thật cụ thể về tờ trình và dự thảo chỉ thị, tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy, đặc biệt là về cơ cấu số lượng cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của cấp ủy tỉnh, thành phố, tiêu chuẩn độ tuổi tham gia cấp ủy tỉnh, thành phố, về tuổi tái cử và lần đầu tham gia cấp ủy khi đã nâng tuổi nghỉ hưu lên 60 đối với nữ và 62 đối với nam. Về bầu cử cấp ủy và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Nội dung chương trình hội nghị Trung ương lần này tuy không nhiều đầu việc nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Vì vậy, đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Theo chương trình, hội nghị sẽ làm việc đến ngày 18 tháng 5. Thưa quý vị, tại hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị. 4 nhân sự được bầu đều là Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 là các ông bà Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Ông Lê Minh Hưng, sinh năm 1970, quê ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Chính sách công. Ông Hưng là Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Hưng từng giữ nhiều vị trí Phó trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Vụ Hợp tác Quốc tế, Phó Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tháng 10 năm 2011, ông làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2014, ông Hưng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trong 2 năm, rồi trở về giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 10 năm 2020. Từ tháng 10 năm 2020, ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho đến nay. Bà Bùi Thị Minh Hoài, sinh năm 1965, quê xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, trình độ chuyên môn Thạc sĩ, cử nhân luật. Bà Bùi Thị Minh Hoài là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, dự khuyết 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Bà Bùi Thị Minh Hoài có thời gian dài gắn bó với ngành thanh tra, kiểm tra và từng giữ các chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam. Tháng 3 năm 2011, bà giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, rồi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 4 năm 2021, bà Hoài làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho đến nay.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh năm 1962, quê quán ở xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Trình độ chuyên môn, cử nhân khoa học xã hội và nhân văn. Ông Nghĩa là Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, quân hàm Thượng tướng. Ông Nghĩa từng giữ các chức vụ Phó phòng, Trưởng phòng Tuyên huấn Cục Chính trị, Quân khu 7, Phó Chính ủy, rồi Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 7, Chính ủy, Quân đoàn 4. Từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 1 năm 2021, ông Nghĩa làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương từ tháng 2 năm 2021 cho đến nay. Ông Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1962, quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, trình độ cử nhân nông nghiệp. Ông Chiến là Ủy viên Trung ương Dự khuyết khóa 10, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Ông Chiến lần lượt kinh qua nhiều chức vụ quan trọng ở Tuyên Quang: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Sơn. Tháng 9 năm 2001, ông Chiến làm Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang và trở thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang sau đó. Tháng 8 năm 2011, ông Chiến được luân chuyển giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 2 năm 2015, ông Chiến làm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc từ tháng 4 năm 2016. Ông Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024, từ tháng 4 năm 2021 cho đến nay. Với việc bầu bổ sung này, Bộ Chính trị có 16 ủy viên, gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Chủ tịch Thường trực Điều hành Hoạt động của Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến,